Cửa hàng Huyền Siêu tọa lạc tại địa chỉ số 82 đường số 12 Trần Não, phường Bình An, quận 2, thành phố Hồ Chí Minh, là một trong những chuỗi cửa hàng của công ty trách nhiệm hữu hạn Lô Việt Bảo Lộc Lâm Đồng. Có thể nói Huyền Siêu là cửa hàng duy nhất ở thành phố Hồ Chí Minh phân phối sản phẩm lụa tơ tằm cao cấp của thương hiệu Lô Việt. Khi mà sờ vô á thì cảm giác nó rất là dễ chịu. Thì có thể nói là đây món quà em mua về để em tặng mẹ em. Hiện tại thì tôi đang ở một showroom Huyền Siêu, một trong những đại lý của chủ cửa hàng Lụa Việt Bảo Lộc. Hiện tại tôi đã mua được một cái khăn tròn cho quà tặng dành cho mẹ tôi. Hiện tại thì tôi rất thích cái những quầy lụa tơ tằm ở đây, tại vì khi các bạn gờ vào á, các bạn sờ vào thì sẽ có cảm giác như rất là mịn màng. Tôi không biết nói gì hơn, thì nói chung trong ngày khai trương của cửa hàng Huyền Siêu, tôi rất hài lòng với sản phẩm mà cửa hàng Huyền Siêu cung cấp. Thật ra khi mình tới đây mình rất là quan tâm về cái sản phẩm truyền thống. Cái Việt Nam của mình thì nổi tiếng về cái sản phẩm tơ tằm. Ngoài trừ cái những cái hoa văn ở đây mình thấy là may đồ đi ra ngoài cũng đồ. Mà gia đình của mình là mẹ mình thì rất là thích mặc đồ bộ, nên mình cảm thấy là đúng rồi, đồ bộ mãi nhà thì mình cần một cái sản phẩm thật là đến với Huyền Siêu, các bạn sẽ cảm nhận được sự đón tiếp nhiệt tình và thân thiện của chủ cửa hàng. Những mặt hàng vải lụa đầy đảm bảo 100% từ tơ tằm tự nhiên, mặc vào mùa hè rất thoáng mát và lại rất ấm áp vào mùa đông. Tại đây các bạn sẽ được tư vấn rất tận tình, có thể thử và xem qua những mặt hàng mới nhất với uy tín và chất lượng đặt lên hàng đầu. Huyền Siêu đảm bảo luôn cung cấp những sản phẩm đạt chất lượng tốt nhất và làm hài lòng những khách hàng khó tính nhất trong ngành nghề vải lụa tơ tằm ở Việt Nam. Nếu các bạn là một trong những người yêu thích cái đẹp, yêu thích thời trang thì chắc chắn Huyền Siêu là một nơi đến và cũng là một sự lựa chọn tốt nhất dành cho bạn. Địa chỉ và Facebook của Huyền Siêu sẽ được cung cấp ở phần mô tả. Cảm ơn các bạn đã xem video.